Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Phương Thảo. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 3 tháng 8 cho biết một thành viên chủ chốt của đơn vị mặt trận phía Nam của Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Israel nhằm vào miền Nam Liban. Trong một thông báo, IDF cho biết chỉ huy nói trên của Hezbollah đã tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công. IDF coi đây là một đòn giáng mạnh vào hoạt động của mặt trận phía Nam và lực lượng Hezbollah trong khu vực. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ra tuyên bố rằng Israel đã sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran bằng một quả đạn tầm ngắn được trang bị đầu đạn nổ. Hiện Iran đã bắt giữ hơn 24 cá nhân, gồm các sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên tại nhà khách liên quan đến sự cố an ninh dẫn đến cái chết của ông Haniyeh. Trong khi đó, phía Hamas cho biết họ đã khởi xướng một quá trình tham vấn rộng rãi để lựa chọn một nhà lãnh đạo mới sau vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh. Ngày 3 tháng 8, ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã từ chối đề xuất của cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa về việc tổ chức một cuộc tranh luận trên kênh truyền hình Fox News vào ngày 4 tháng 9 tới. Lý do được ban vận động của bà Harris đưa ra là cựu Tổng thống Donald Trump đã cố tình thay đổi thời gian và bên điều phối cuộc tranh luận. Ban đầu, cuộc tranh luận này được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 10 tháng 9 trên kênh truyền hình ABC. Các đối tượng biểu tình cực hữu đã tiếp tục đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn ở Anh trong ngày 3 tháng 8 sau vụ đâm dao làm 3 người thiệt mạng ở Southport. Hàng chục đối tượng biểu tình đã bị bắt và hai cảnh sát phải nhập viện do đụng độ với người biểu tình. Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra tuyên bố khẳng định chính phủ hoàn toàn ủng hộ cơ quan chức năng mạnh tay xử lý những đối tượng cực đoan. Ngoại trưởng Litva và các nguồn tin Hoa Kỳ cho biết, lô máy bay F-16 đầu tiên từ các quốc gia thành viên NATO được Ukraine mong đợi đã đến Kyiv vào ngày 31 tháng 7. Giới phân tích địa chính trị đánh giá việc các đồng minh NATO chuyển giao đợt máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine đã đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột đang diễn ra ngày càng ác liệt. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần phân tích của biên tập viên Ngọc Thụy. Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Là máy bay chiến thuật đa nhiệm, hệ thống điện tử hiện đại và khả năng cơ động cao, Ukraine kỳ vọng những chiếc F-16 sẽ giúp củng cố năng lực phòng không nước này. Tuy nhiên đến nay, nguồn cung cấp vũ khí cho các tiêm kích này vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, mặc dù Lầu Năm Góc có khả năng sản xuất và số lượng lưu kho hạn chế, nhưng Washington sẽ cung cấp cho tiêm kích F-16 ở Ukraine các loại đạn dược không đối đất, bộ dẫn đường chính xác cho bom với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất của Kiev. F-16 là một trong những khí tài nổi bật nhất mà phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraine khi nước này tìm cách xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột với Nga. Cả Ukraine và các quốc gia tài trợ máy bay đều cho rằng F-16 sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine. Nhưng họ cũng thừa nhận những thách thức trong việc đào tạo đủ số lượng phi công, bảo dưỡng máy bay và xác định chiến lược tốt nhất để sử dụng tiêm kích phương Tây. Các loại vũ khí dành cho F-16 mà Hoa Kỳ dự kiến gửi cho Ukraine bao gồm tên lửa không đối đất AGM-88 HAM, bộ dây đam, chuyển đổi bom không dẫn đường thành vũ khí thông minh, bom đường kích cỡ nhỏ. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ gửi tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM và tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X. Tại châu Âu, nhiều nước không muốn gửi số lượng lớn vũ khí phóng từ trên không của mình cho Ukraine. Do đó, các đồng minh của Washington đã đưa ra một giải pháp. Theo đó, họ sẽ góp tiền để mua vũ khí phóng từ trên không của Hoa Kỳ để gửi cho Ukraine. Tuy nhiên, việc trang bị vũ khí cho F-16 chỉ là một trong nhiều thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi họ nhận được máy bay. Số lượng máy bay tổng cộng khoảng 80 chiếc sẽ không được giao cùng một lúc. Các máy bay F-16 của Đan Mạch sẽ được giao theo từng giai đoạn trong 8 tháng. Khi F-16 đến Ukraine, rào cản tiếp theo sẽ là đảm bảo có đủ phi công và đội ngũ bảo trì để vận hành chúng.
việc bảo dưỡng F-16 tại Ukraine dự kiến sẽ rất khó khăn. Ukraine sẽ cần có nguồn cung cấp phụ tùng thay thế ổn định, và điều này gây khó khăn cho các khoản viện trợ vũ khí khác của phương Tây, từ lựu pháo đến xe tăng. Theo kế hoạch hiện tại, các nhân viên Ukraine sẽ thực hiện hầu hết các công việc bảo dưỡng trong nước. Công việc phức tạp hơn như bảo dưỡng động cơ ban đầu sẽ cần được thực hiện ở nước ngoài. Việc các nước châu Âu cử nhà thầu quân sự tới Ukraine để giúp bảo dưỡng máy bay F-16 đang được thảo luận. Hầu hết công việc sửa chữa có thể được thực hiện gần khu vực chiến sự thay vì ở Hoa Kỳ. Nhưng Ukraine sẽ cần có cơ sở sửa chữa động cơ đặt tại nước này. Cho dù vấn đề về phi công và quy trình bảo dưỡng được giải quyết, vẫn sẽ có rủi ro đáng kể khi đưa F-16 vào chiến đấu. Đặc biệt là vì các phi công Ukraine đã quen lái máy bay chiến đấu của Liên Xô. Một phi công F-16 của Đan Mạch thường mất hơn 4 năm để đào tạo đầy đủ, trong khi các phi công Ukraine chỉ có thời gian khoảng 1 năm. Không giống như các phi công F-16 của Hoa Kỳ thường sẽ có ít nhất 1 năm học hỏi tại đơn vị trước khi triển khai, các phi công Ukraine sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu. Hiện tại, vẫn chưa rõ F-16 sẽ được sử dụng như thế nào để chống lại lực lượng Nga. Washington được cho là sẽ hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp cho F-16 để tấn công lãnh thổ Nga, giống như họ đã làm với các loại vũ khí khác. Ukraine sẽ chỉ được phép sử dụng chúng nhắm vào lãnh thổ Nga trong trường hợp đáp trả các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây cho biết, F-16 có thể mất một thời gian để thích hợp vào lực lượng vũ trang Ukraine và cũng sẽ mất nhiều tháng để có thể đem lại tác động đáng kể trên chiến trường. Ukraine muốn sử dụng F-16 theo cách đưa chúng bay đến biên giới và tấn công vào Nga. Nhưng chiến thuật như vậy không thực tế trong môi trường hiện tại do các mối đe dọa từ tên lửa đất đối không của Nga. Theo giới chức Hoa Kỳ, chiến lược sử dụng F-16 hiệu quả nhất ở Ukraine là hỗ trợ trên không, tầm gần hoặc tiêu diệt các mối đe dọa mặt đất đối với binh sĩ ở tiền tuyến. Giới chức châu Âu cho rằng F-16 có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ phòng không và có khả năng giúp đẩy lực lượng không quân Nga ra xa khỏi tiền tuyến. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, giống như các loại vũ khí khác mà phương Tây cung cấp cho Kiev, F-16 cũng sẽ không làm thay đổi được kết quả tất yếu của cuộc xung đột. Quân đội Nga khẳng định sẽ tiêu diệt F-16 giống như tất cả các khí tài quân sự khác của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cảnh báo rằng Moscow sẽ coi việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một mối đe dọa hạt nhân, vì các máy bay này từ lâu đã được sử dụng như một phần trong các sứ mệnh hạt nhân chung của khối do Hoa Kỳ đứng đầu. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Mời quý khán giả và các đồng chí đến với những thông tin tiếp theo. Trong khi các chuyên gia đánh giá, Ukraine khó có thể thay đổi cục diện kể cả đã sở hữu F-16, Nga đã phát triển máy bay không người lái UAV ngày tận thế, có thể triển khai thần tốc chỉ trong 30 giây, được trang bị nhiều cảm biến đặc biệt để đo mức ô nhiễm phóng xạ phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân nổ ra. Giám đốc Trung tâm Giải pháp không người lái toàn diện của Nga, ông Dmitry Kuziakin cho biết, Nga đã phát triển máy bay không người lái UAV ngày tận thế, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Theo ông Kuziakin, dòng UAV này có tên là Crush, có thể được sử dụng để theo dõi mức độ bức xạ hạt nhân, từ đó đảm bảo an toàn cho binh sĩ. Ông Kuziakin cho biết rằng Crush là UAV cỡ nhỏ được trang bị nhiều loại thiết bị khác nhau, trong đó có cảm biến phát hiện chất độc hại hoặc máy đo liều bức xạ. UAV này có độ cơ động cao và thiết kế nhỏ gọn nên có thể khám phá mọi ngóc ngách trên mặt trận. Crush có thể bay ở phạm vi từ 500m đến 2km, duy trì bay lên đến 20 phút và chỉ mất 30 giây để triển khai. UAV Crush có thể kiểm tra mức độ ô nhiễm phóng xạ ở các khu vực bị tấn công hạt nhân ngay cả khi đang di chuyển, cũng như phân tích tâm chấn của các cuộc tấn công hạt nhân. Ông cũng lưu ý rằng Nga đã sở hữu các UAV có khả năng đánh giá mức ô nhiễm phóng xạ, hóa học và sinh học, nhưng lưu ý rằng chúng khá đắt tiền và thường triển khai chậm, trong khi quân đội trên mặt đất có thể cần đánh giá tình hình nhanh nhất có thể. Ông Kuziakin bày tỏ hy vọng rằng chiếc UAV này sẽ không bao giờ cần phải sử dụng tới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có nguy cơ xảy ra.
UAV đã thống trị chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine khi cả hai bên đều sử dụng chúng để trinh sát, kiểm soát hỏa lực, hỗ trợ trên không tầm gần và tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng của đối phương. Thông tin về UAV ngày tận thế xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên tục leo thang trong thời gian qua. Gần đây, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược để đáp trả những gì mà Moscow coi là các hành động leo thang liên tục của phương Tây. Cuộc trao đổi 24 tù nhân mang tính lịch sử vào ngày 1 tháng 8 giữa Nga và các quốc gia phương Tây đặt ra câu hỏi về những tác động có thể xảy ra đối với xung đột Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao Ukraine không bình luận về thỏa thuận. Tuy nhiên, quy mô, tính phức tạp và tầm quan trọng của cuộc trao đổi có liên quan đến 9 quốc gia khiến Kiev không khỏi bận tâm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ suy đoán rằng thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và phương Tây có thể dẫn đến việc đàm phán về chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông Peskov, vấn đề Ukraine là một vấn đề hoàn toàn tách biệt và liên quan đến các nguyên tắc khác mà Nga theo đuổi, chẳng hạn như lợi ích quốc gia và an ninh của Nga. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Ukraine đang lo ngại rằng các quốc gia ủng hộ Kiev, đặc biệt là Hoa Kỳ, có thể bắt đầu đàm phán bí mật với Nga. Ukraine đang tồn tại nhờ vũ khí và tiền mà nước khác tài trợ hoặc cho vay. Nếu bất kỳ tuyến tiếp tế nào bị cắt đứt, Ukraine sẽ gặp rắc rối lớn. Vì thế, thông tin về thỏa thuận trao trả tù nhân mang tính lịch sử giữa Moscow và Washington khiến Ukraine cảnh giác. Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post rằng Ukraine hiện nay quá độc lập để có thể bị gạt ra trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào để các bên khác áp đặt điều khoản ngừng bắn. Họ sẽ không thể đồng ý bất cứ điều gì với Nga liên quan đến Ukraine nếu không có Ukraine. Cái giá của cuộc xung đột quá cao, ảnh hưởng của Ukraine quá lớn về thông tin và việc chấm dứt chiến sự một cách sai trái sẽ gây ra thảm kịch không chỉ cho Ukraine. Bà Liana Fix thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại CFR của Hoa Kỳ nhận định rằng cuộc trao đổi tù binh là nỗ lực của Nga để chứng minh rằng quốc gia khác có thể thực hiện thỏa thuận với Moscow một cách thiện chí, đặc biệt là trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà cho rằng nó không liên quan trực tiếp và rõ ràng đến một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Hoa Kỳ và Đức sẽ đảm bảo rằng những vấn đề này không liên quan đến nhau vì họ tuân thủ nguyên tắc không thể có đàm phán nếu thiếu Ukraine trên bàn đàm phán. Trong khi đó, nhà phân tích Lucas Aubin tại Viện Chiến lược và các vấn đề quốc tế Pháp IRIS cho rằng việc trao đổi tù nhân không mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine. Nhưng theo ông, cuộc trao đổi đã đến vào thời điểm mà Ukraine mở cửa ngoại giao với Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky tuần này đã khẳng định rằng cả thế giới muốn Nga tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8, Hội nghị và triển lãm về tự động hóa Kuala Lumpur 13 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia. Sự kiện năm nay chào đón 310 đơn vị triển lãm đến từ 19 quốc gia và khu vực, thu hút khách tham quan đến từ hơn 45 quốc gia. Thông tin này sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí. Hội nghị và triển lãm về tự động hóa Kuala Lumpur do Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Malaysia chủ trì là một trong những sự kiện lớn về tự động hóa và ô tô, quy tụ các đơn vị chủ chốt trong ngành từ khắp nơi trên thế giới để giới thiệu những tiến bộ mới nhất về công nghệ, sản xuất và dịch vụ ô tô. Trong khuôn khổ sự kiện,